Thường là đa số trong chúng ta 90% sẽ nghe nhạc. Và ngay bây giờ các bạn có muốn nghe Diêu hát không ạ? Trời, sao từ chối được trời, phải ăn mừng cái vụ top 13 chứ. Làm cái chứ. Shavitosh, Shavitosh, Shavitosh. Sao phải nghe chứ, Stars và Hatch. Tất cả những bạn Shadow đang chờ đợi. Sao tự nhiên được tặng hoa, ok. Mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu. Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều. Càng nhận lại ít bấy nhiêu. Tìm được em người vốn đời tuyệt vời. Tưởng rằng cứ thế sẽ ở bên một đời. Nhưng chỉ anh muốn thôi biết làm sao em hỡi.